Em là mẹ cho lắm à? Mình luôn với em hai người luôn rồi, để con ra chắc cũng lung luôn. Lặng với lặng nó trội lên. Em tên là Trần Văn Thuận, 29 tuổi ạ. Em đến từ Huế. Hiện tại thì em làm kỹ sư xây dựng công tác tại Bình Thuận ạ. Ồ, để bạn gái giới thiệu cái đã. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thanh Hảo. Năm nay em 31 tuổi. Em là nhân viên kế toán tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ Em Tam Bình, quận Thủ Đức ạ. À. Trời, giới thiệu dễ thương quá. Rồi mà ở Thủ Đức rồi anh kia ở gì Bình Thuận lắm hả? Rồi hẹn hò sao đây trời? Nhưng mà chúng đi chuyện công tác rồi chị Cát Tường ạ. Chắc công trình mà đó 2 tháng là xong. À, 2 tháng xong rồi chuyển vào. Vào đây. Dạ. Không đi công trình nữa, mình kiếm việc nào cố định luôn, mình nghĩ là công ty nào nó. Nhiệm vụ của anh là gì? Dạ em là kỹ thuật khi thông trực tiếp tại công trường ạ. Kỹ thuật tức là về giờ bản vẽ ra là mình đọc bản vẽ rồi mình chỉ cho công nhân. À. Rồi bạn gái mình giới thiệu một chút xíu cho mình đi em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em biết lắng nghe, chia sẻ, vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em thì em dễ xúc động, với em sợ đau, với em hát múa dở lắm. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Tự nhiên tôi muốn nói chậm chậm theo luôn vậy trời. Dạ điểm mạnh của em là chơi được cả môn thể thao, em hát được ạ. Hát được. Rồi làm bài đi, sớm lên. Hát bài về Huế đi nghe đi. Dạ đồng đội. À chị Cát Tường ơi, lâu nay chị có về Huế không? Có. Rồi em hát bài tình Huế nha. Rồi. Lòng đã hẹn thề, sao chưa về thăm Huế người ơi. Áo tím ngày xưa, tím vầng thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sông Hương vẫn còn thương, vẫn nhớ câu hò. Ai chờ ai một bóng con đò, chiều phai rưng rức bờ vai. Tình vẫn đợi chờ, qua bao mùa xuân vắng người xưa. Phố vắng chiều mưa, tóc thề nghiêng chiếc nón ai về. Đường chiều bơ vơ, thương tình ai em vẫn mong chờ. Cung đàn xưa gợi khúc tơ sầu, biết người xưa chứ nơi mô. Nghe rất Huế ha. Dạ. Hát hay mà, hát ngọt mà. Hay không em? Dạ hay. Ý, hồi nãy anh nói anh nhiêu tuổi? Tôi không dạy tới 86 mà, tôi thích 88 gì các tướng ạ. Bên đi 31. Hồi nãy nhất gãi hơn 2, nhiều trai hơn 1 mà. Được không? Được. Được hả? Được, tới luôn, tới luôn. Rồi, tình trường em trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em chưa trải qua mối tình nào hết á. Hả? Dạ chắc có thể là do em nhỏ con quá. Thứ hai nữa chắc do môi trường làm việc của em nên em cũng không có nam. Thêm cái thứ ba nữa là duyên chắc chưa tới. Bạn trai, bạn có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trải qua được 3 mối tình ạ. Mối tình dài nhất 2 năm. Lý do sao mình chia tay? Nhưng mà bạn nữ con học mới đại học năm 1 à. Xong hai người từ thấy là không thể. Nhưng mà thời gian này ra bạn nữ nghĩ cho em là lớn tuổi rồi vậy á. Xong là hai người tự động chia tay chứ không có vấn đề gì. Bây giờ thì anh sẽ tìm một người yêu như thế nào? Nói chung là vấn đề tuổi tác thì em cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cái nhìn đầu tiên mình có tình cảm á. Chiều cao thì 1m55 trở lên là được rồi. Còn ngoại hình nhìn dễ nhìn. Dễ nhìn. Dưới 1m50 được không? Em là 1m65 à. Cũng lung á, em hai người lung rồi, để con ra chắc cũng lung luôn. Lặng với lặng nó trội lên. Được không em? Cái này gặp mặt rồi mình bàn sau đấy chị Cát Tường ha. Thôi nhưng mà khi gặp mặt nhiều khi dạ. Xinh đẹp quá, dễ thương quá thì tiêu chuẩn nào cũng không có nghĩa gì trơn á. Rồi bạn gái em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì đối với em nó cũng không quan trọng lắm. Chị Cát Tường nhìn được là được rồi ạ. Rồi. Dạ. Em thì em rất thích đi du lịch và làm những công tác thiện nguyện. Thì em không biết là anh bên đó có không? Hỏi ảnh đi. Dạ anh ơi, anh có thích đi công tác thiện nguyện cũng như là đi du lịch chụp hình đồ không ạ? Có em ơi. Em thì em không thích bạn nam hút thuốc, cờ bạc, vũ phu, gia trưởng. Có dính cái nào không em? Dạ thuốc, công trường căng thẳng lắm. Lâu lâu nhưng mà hút ít à. Dạ ngay tầm chục điệu đổ lại à, nửa gói. Ba điệu thôi. Dạ, cố gắng.
Rồi chị Cát Tường qua coi được không? Bớt bớt chút chiều cao đi, cô này có nhỏ con lắm. Được không? Không có quan trọng đâu, quan trọng là nhìn mặt thôi. Đầu tiên gặp mặt anh gọi qua tặng em. Dạ, em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. À, em thấy anh như thế nào? Thì em thấy anh cũng được ạ. Anh thấy em cũng dễ thương. Thì hẹn hò em muốn như thế nào? À, có thể thông qua internet, có thể qua điện thoại. Hoặc thỉnh thoảng nếu cuối tuần có dịp thì anh có thể vào đây. Hoặc nếu có dịp rảnh thì em có thể ra ngoài, không sao hết ạ. Nếu như mà mình đồng nục hẹn hò thì em mong muốn như thế nào? Một tháng, giống như một tháng một lần, hay là hai lần, hay là ba lần, hay là bốn lần gì đấy? Cái đó chắc là phải phụ thuộc vào cái công việc của anh cũng như công việc của em. Nếu khi rảnh thì có thể một tháng 4-5 lần. Còn nếu có khi không rảnh thì tháng 1-2 lần. Cái đó em nghĩ là mình phải dựa vào thực tế thì sẽ tốt hơn. Em rất là thích đi thiện nguyện. Mong muốn là mình có dịp đi. Thì anh có đi được không ạ? Nếu như mà anh sắp xếp được thì anh đi cùng em. Làm mấy cái đó thì anh cũng rất là thích. Rồi em trai em quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Quan tâm chia sẻ với nhau. Đàn ông thì phải chăm lo được cho vợ con. Em quan niệm như vậy ạ. Nếu như công việc nhà thì mình có thể chia sẻ với nhau được không ạ? Cùng nhau thì, làm được không ạ? Cái đó thì cũng bình thường. Hoặc là mình ra mình phụ rặt rau, đó cũng mình nấu cơm cũng được mà, có gì đâu. Yeah. Các bạn suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận nãy giờ như thế nào? Mình nói thật với người đối diện ha. Anh vào đây và được gặp em. Thì anh thấy em... mà hình hơi lùng tí thôi nhưng mặt thật cười cũng dễ thương, thật lòng như vậy. Và nếu như mà cảm thấy mến nhau thì cho nhau một cơ hội. Dạ, em nghĩ đến đây đã là một cái duyên mình gặp nhau. Em phải đăng ký rất là lâu thì mới tới. Cho nên là em nghĩ chúng ta cứ nên cho nhau một cơ hội. Rồi. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận về đối phương như thế nào. Đây có phải là người để chúng ta có thể trao nhau một cái duyên trên sân khấu của Bạn Muốn Hẹn Hò? Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta. Quyết định là ở các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau. Hôn đi, hôn đi. Sao? Bạn cho con hôn em được không ạ? Được, bắt gật đầu rồi đó. Những cái gì đang diễn ra rất là tốt đẹp. Mong rằng cứ thế phát huy các bạn nhé. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Gửi tặng hai bạn viên thuốc sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng Alentic với tổng trị giá 7 triệu đồng. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha.